Xin chào cả nhà, hôm nay Thắng sẽ chia sẻ với cả nhà mình về cách mà Thắng ủ phân đạm cá. Thì thành phần chính vẫn là cá thôi, nhưng mà mình có ủ theo công thức riêng của mình, chính là bổ sung thêm chuối, một lượng chuối nhất định để tăng thêm kali ở trong thành phần phân bón. Với lại là thứ hai là thêm dứa để cho phân của mình nó có mùi nhẹ hơn, thơm hơn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thực hành. Và đây chính là những thành phần nguyên liệu chính của mình. Thứ nhất chính là chuối, nguyên trái chuối mà để nguyên cả vỏ mình xay ra. Xay rồi xong rồi mình có thể cắt trong những cái phi như thế này. Khi nào mà có cá về thì mình chỉ việc múc ra mình sử dụng thôi, theo tỷ lệ nhất định. Thứ hai chính là rỉ mặt. Thứ ba chính là thành phần chính của chúng ta, cá. Tùy theo cá bao nhiêu thì mình có thể phối trộn những cái thứ kia theo tỷ lệ. Chút xíu mình sẽ ghi dưới màn hình cho các bạn xem. Này chính là cái máy đùn thịt của mình. Thành phần tiếp theo nữa chính là vỏ quả dứa. Bây giờ sau khi đã xay xong, chúng ta có thể phối các nguyên vật liệu lại với nhau. Và đầu tiên chính là cá. Công thức chung mình sẽ ghi lại ở dưới phía cuối màn hình, các bạn để ý nha. Cái này là 8 kg cá. Tam cái cá thì chúng ta cần hơn 2 lít rưỡi mặt. Dứa này chúng ta cũng cần 2 kg, chưa tới 2 kg. Đây là được 1 kg, tầm khoảng 1,5 kg là được. Dạ, ok. Tiếp đến là chuối. Chuối mình có chuẩn bị sẵn ở đây là 5 kg, là 5 lít chuối. Đều đổ hết vào trong này. Còn thêm một thành phần quan trọng nữa chính là MO6. MO6 thì mình đã có chia sẻ với các bạn ở trong clip trước rồi ha. Thì bây giờ với lượng như thế này thì mình đổ chỉ làm sao mà xăm sắp nước vô ở trong cái thùng của mình là ok. Đây chính là MO6 của mình. Các bạn để ý này.
chỉ cần cho y mở 6 vô cuối cùng để có thể đánh tan. Nghĩa là lần đầu tiên như thế này mình không cần phải quậy, không cần đảo trộn gì hết đó. Có thể tráng rửa ở trên cho nó sạch cái thùng. Còn nước y mùa 6 là chỉ cần xâm cấp với cái lượng nguyên liệu mình bỏ vô là được. Hồi nãy mình có chuẩn bị khoảng 6 lít y mùa 6. Rồi xong, bây giờ chỉ có việc đóng thùng lại. Thì có khi một ngày, hai ngày gì đó các bạn ra đảo trộn cũng được. Bây giờ mình sẽ cho các bạn đi xem các thùng ủ trước của mình. Thực sự là mình cũng có duyên là có được cái công thức của một anh ở bên công ty làm ở trong trang trại ảnh cho. Thì mình dựa theo công thức đó để mình làm theo cái này. Thì nhưng mà những cái nguồn nguyên liệu phụ phẩm ở từng địa phương nó sẽ khác nhau. Ở chỗ mình thì kiếm chuối nó khá là dễ, thành ra mình cho lượng chuối vào là đúng công thức luôn. Còn nếu các bạn ít chuối hơn ở những nơi bạn không có chuối hoặc là không có dứa thì tỷ lệ nó sẽ nhỏ hơn, mình nghĩ là cũng không sao. Mùi nó khá là thơm, giống như kiểu là mắm mắm thính. Mình thử thấy giống mùi mắm thính. Hiện giờ là được 9 ngày. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 ha. Mình ủ cái này là từ ngày 15 tháng 5. Còn đây chính là cái máy đảo trộn phân của mình, khuấy đảo. Cái này là chuyên dùng ở trong khuấy hồ bê tông cốt thép gì đó. Cuối chương trình thì đến cuối clip thì mình cũng mong là mọi người có thể thực hiện được thành công. Còn có số điện thoại ở dưới á, có gì mọi người muốn cho chi tiết hơn thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Với lại là thêm một chia sẻ nhỏ nữa là mình có thương mại những sản phẩm này của mình, thì ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại ở bên dưới. Một canh 25 lít như thế này mình bán 600 ngàn tại kho, tại xưởng. Dạ, xin chào cả nhà.